Yay. Vừa ấp. Hả? Vừa ấm ấm. Cảm ơn. Cảm ơn. Cả nhà. Ừ. Xin chào buổi sáng cả nhà. What's that? Ôi, cái đó là tóc của mẹ. Ở dưới đây cũng có nữa hả? Ồ, vô lắm, mẹ nói vô lắm. Trời, tóc của tôi mình dám nói vô. Xin chào buổi sáng cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới thiệt là vui. Hôm nay thì con nói cả nhà xem mà con muốn xuống đây hái gì? Hái trái gì? Này gì? Ổi đúng rồi, trời ơi trời. Ngập ngừng mấy giây mới gặn được chữ ổi. Mời cả nhà xuống hái ổi chung với Hiền. Em hối Hiền xuống hái cả nhà. Cái gì mà mê ổi dữ vậy không biết. Ăn ổi. Ăn ổi. Cả nhà ơi. Đó đi. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi, vườn dâu trái mùa. Vườn dâu trái mùa. Trước tiên Hiền sẽ hái cái dâu này. Vẫn có dâu. Thường mấy cây này dễ sợ, lúc nào cũng có ra hết trơn. Đây nè cả nhà, trái này, trái này nữa. Tiểu ha, trái mùa mà vẫn có chứ đâu phải không có đâu ta. Vậy vẫn vui ha cả nhà, vẫn có niềm vui, vẫn có. Đây, trái này còn còn hờm quá, thì sẽ để trái đó lại. Đây, để coi coi, này cả nhà, khi thấy những cái trái như thế này á, mình có thể bước đi nha cả nhà. Để nó dành năng lượng, trời ơi nó kẹt vô cái tay của Hiền. Để nó dành năng lượng nó ra những cái trái khác á cả nhà ơi. Đây trái này còn hơi xanh thì sẽ chừa lại đây cả nhà, nhìn nè mấy em bé út nhị út ép út gì cũng không biết. Cái này nữa nè cả nhà, cái này cũng được rồi nè, chín rồi nè. Rồi cả nhà thấy còn không, cả nhà chỉ cho Hiền với. Bên đây thì muốn quay cho cả nhà xem á, là lúc đó Hiền có mấy cây cà, cà tím nữa cả nhà, cà trắng, mấy loại cà phổi á, thì Hiền có nhiều lắm. Nhưng mà từ ngày dời vườn á, cái Hiền dời nó đi vẫn sống nha, có cây vẫn sống, giống như là dời có 4 cây thì 2 cây sống được. Nhưng mà Hiền thấy là cái năng suất của nó không có còn được như trước. Cho nên năm nay cái sẵn tụi mình trồng lại mấy cây cà khác nè cả nhà. Hiền trồng được mấy cây ta, đây mấy cây này nè. Ừ, thì chắc cũng thời gian nó mới lên trái cả nhà. Theo Hiền thì cà thì chắc cũng mấy tháng, Hiền không nhớ chính xác, nhưng mà Hiền nghĩ là mấy tháng trời á, nó mới lên trái lại. Giờ ra đang trông chờ mấy bạn. Tiếng gì trời, nghe tiếng con gì chạy bập bập thì gần đây hết rồi. Giờ đang trông chờ mấy bạn lên trái rồi cả nhà, trồng lắm luôn. Cái cây này là có mấy trái ớt này. Mình sẽ hái có mấy trái ta. Trời ơi nó đi luôn nguyên chục. Mấy cây ớt này nó dễ lắm, mình hái á, mà mình cắt nó bớt thì nó lại càng tốt nữa, nó ra cái non là nó lại càng tốt mà cả nhà. Đấy, đây mấy cây này thì hiện dời nó qua nè, không biết bao giờ. Đây ha cả nhà thấy không, có cây thì mình dời là 2 cây, mấy cây này sống, và sẽ có 1-2 cây chết như thế này. Đối với ớt thì hiện thấy khá dễ chứ không đến nỗi khó. Mấy cái bà hành này là không biết bị Hiền hành nó mấy lần rồi nữa, có nghĩa là hành dời nó đó cả nhà, nó tên hành mà cũng bị Hiền hành nó nữa. Chứ nó cũng như kiểu rồi để cho tôi sống một chỗ cho tôi yên đi bà Hiền ơi, mình làm cái gì mà bà giờ tôi đi hoài vậy. Chứ nó cũng chịu không nổi với Hiền, chịu không nổi thì thôi. Hy vọng đợt này là đợt cuối cưng bị dời cưng ơi. Hái vậy lá hành vô có gì nấu cử sáng cho em é quột cả nhà. Đó. Trời ơi cái dáng đứng bến te. Cười. Dáng đứng bến te của mẹ Hiền đi xuống kiếm ổi mỗi ngày. Đây, mời cả nhà đi khám ổi chung với Hiền. Xem coi trái nào chín rồi mình hái vài trái. Hôm nay Hiền hái thì ơi, cái kìa, ý con muốn trái đó hả? Hôm nay Hiền cũng hái vài trái để tặng một chị mà Hiền hứa. Trái này thì còn nhỏ quá, để Hiền kiếm coi. Ây cái chùm này nhỏ xíu. Đây, trời ơi. Trái này cũng nhỏ. Đây, con coi trái nào được. Qua cái chùm này nè cả nhà. Đây. Nhà thấy không? Chùm này là 2 trái này đều chín rồi nè. 2 trái này được nè quên. Thôi con đi ra đi, kiến cắn á. Kiến cắn. Đi ra đây để mẹ hái được rồi. Để nó cắn mẹ được rồi. Bởi vì làm mẹ là vậy đó cả nhà. Thôi đừng có cắn con của ta, hãy cắn ta là được rồi các nhà mi.
phải không cả nhà? Làm mẹ lúc nào cũng bảo vệ con hết. Hai trái này. À, con chân con che hết rồi, không thấy ánh sáng không đẹp. Che ra đây. Che ra đúng 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 thích trang chút đi. Cảm ơn nha, cảm ơn cục cưng. Đây cả nhà nhìn nè. Ờ đó, đó đó đó, em xỏ lá nữa. Hai mẹ con đi ra đây. Đó đó đó, cố tình cố tình. Trời ơi, cố tình cố tình. Nhặt lật nhặt lật. Bởi vậy mai mốt mà em đi học là nhớ lắm. Đây. Ờ nó. Mẹ giận á. Đây cả nhà nhìn nè, hai trái này ngon quá nè. Em cứ che ánh nắng hoài à. Thôi chờ một tí hái. Thì mở cái này khám này luôn cả nhà. Cái này cũng được nữa nè cả nhà. Hiền hái Hiền sẽ chừa. Cho cái chị mà Hiền hứa ăn thử ổi nhà Hiền. Ủa sao nó cứng dữ. Hiền phải bỏ cái máy quay xuống này. Đây nè, Hiền thấy hai cái trái này bự với ngon nè. Đó. Đây, hái cả nhà ơi. Yeah. Trời ơi, đây cả nhà nhìn nè, ngon quá ha. Ổi bây giờ Hiền có một cái kinh nghiệm nha. Nếu mà ổi nó bị cái con ong ruồi nó chích á, mà nó bị dòi á, thì cả nhà rờ vô á, là nó sẽ ôi dồi, nó dai vậy sao, là nó sẽ bị mềm và cả nhà sẽ thấy cái lỗ. Còn mấy trái mà ok á thì nó rờ vô là nó cứng cực kỳ. Đó. Hai trái. Wow. Đây một trái nữa nè. Cái này chưa ăn được. Cái này thì nghĩ ok rồi cả nhà ha. Cả nhà duyệt không? Tới hồi mà lúc mà cả nhà duyệt được rồi thì Hiền cũng nó cũng đã vô vô miệng của bà Hiền với là éo quột rồi. Úi, trái này, ôi trái này cũng rất là nhạt rồi nè. Rồi cứng. Hy vọng là không có bị dòi. Nhưng khi mấy trái ở dưới á, mình bịch á, nó ở dưới thấp quá cũng hên xui. Ôi, xong cái bao này rồi. Lấy cái bao này để làm việc khác cả nhà ơi. Đây. Bao lại. Con này con gì trời. Búng ra. Hai trái này cả nhà, nhỏ xíu nè, Hiền sẽ bao hai trái này lại. Thì thật sự là vẫn có bạn hỏi Hiền mấy cái bao này mua ở đâu. Cả nhà có thể mua trên Amazon hay eBay ha cả nhà ha. Cái gì con? What's that? Một con kiến nó cắn. Cái đó. Xanh hả? Bánh. Bánh. Làm sao? Em sợ kiến. Cho nên em qua bển em ngồi cả nhà. Con ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi cho nó mát. Ngồi xuống đi cho nó mát. Đó. Để Hiền đi kiếm thêm mà cả nhà có còn không. Cái này còn xanh quá ha. Nhỏ xíu. Cái gì cái trái này có chút tẳng mà. Mà thấy đều muốn chín rồi nè trời. Này, trái này thì sắp được rồi thôi. Sắp được rồi. Một cái chùm này là sắp rồi đó, rất là sắp rồi đó, rất là sắp luôn. Đây cái này, trên đây được có một trái. Ôi bên đây, tưởng đâu có một trái, ai về bên kia còn hai trái nha. Ôi trời, nhầm khi không có để ý mấy cái trái ở trên đầu này nè cả nhà. Nó trên cao quá. Đây mấy cái này, hai trái, ba trái. Cái này vài bữa nữa cũng được rồi nè. Nhìn thấy không? Cũng được. Ô. Có trái này ở trong góc nè. Ôi mấy trái này ở trong góc quá chín luôn rồi nè. Trời ơi, nó cả nhà thấy không? Mình phải để ý. Không thôi là ôi trời. Nó chín quá nó rụng luôn rồi nè cả nhà. Thấy nè. Trời ơi, cái mèo nó quá trời nhạt rồi. Cái này không phải, thì muốn lấy bịch này nè. Nhầm khi nó ở trong góc của cả nhà mình phải để ý á cả nhà. Trời ơi quá trời chín rồi nè. Được thêm trái này nữa, hai trái. Ôi, cái trái này thì có lỗ nè, không chừng bị dòi à. Bịch lại mà còn bị nữa là sao á, trời. Nó lòn vô được á cả nhà, tức ghê ha. Bà con ăn trái nào con lựa ơi. Ồ, trái này. Cái to nhất có cả nhà. Hả? Ngon không? Dạ. Dạ. Nó sáo à? It's not sáo hả? Yeah. Ăn ngon lành. Trời ơi. Em ăn dư giờ tới mẹ Hiền hốt. Trái này bự ha cả nhà ha. Trái này to nè.
Mình thấy ăn ổi chấm muối là ngon nhất. Ăn ổi với ăn mận chấm muối là cực kỳ ngon. Chua chua ngọt giòn. À, trời hôm nay cái kênh của Hiền á bị chửi quá trời. Thực ra ai làm cũng bị chửi hết trơn. Có những cái câu chửi mà đọc xong rồi mình chỉ có thể cười thôi. Họ chửi cực kỳ tục tĩu cả nhà. Mình làm riết á, mình thấy vậy á, mình có cảm giác như mình không có còn quan tâm nữa. À, biết đi. Cả nhà biết không? Thì có những bình luận hỏi Hiền là tại sao Hiền lại xài cái từ con lai trong video của Hiền. Thì thật ra đây là Hiền muốn giải thích cho những cô chú, anh chị và các bạn xem kênh mà thương yêu quý gia đình Hiền biết lý do tại sao. Nó chỉ đơn giản là tại vì nó tốt cho kênh, nó tốt cho cái đề xuất của video á, nó tốt cho đề xuất kênh của Hiền. Chỉ đơn giản vậy thôi cả nhà, chứ không có gì hết trơn á. Đối với Hiền thì dường như làm gì mà mình có thể tốt cho kênh, nó không có vi phạm pháp luật, rồi nó không có vi phạm hại ai hết trơn á. Nó sát con bò đó, có nghĩa là miễn là không làm hại ai, không vi phạm pháp luật và giống như là kiếm tiền chính đáng thì Hiền thấy không có vấn đề gì hết trơn á, đúng không cả nhà? Thực ra là có khi mà làm kênh á là được rất nhiều cô chú anh chị và các bạn thương và ủng hộ, thì trong đó cũng có một phần rất nhỏ những người không thích mình, thì không thích cũng không sao, nhưng mà khi mà có cái gì đó mà Hiền cần giải thích cho cả nhà thì Hiền sẽ giải thích cho cả nhà để cho cả nhà hiểu quá. Mom, fly above and fly the egg mận. À, cái này mận nữa hả? Khi mà những người đã không thích mình rồi thì mình có làm gì họ cũng không thích hết trơn á. Hoặc là mình nói là họ sẽ soi từng câu, từng chữ mà cứ vô soi hoài cả nhà. Họ nói với Hiền khóa, họ cũng tạo tích nick mới vô hoài à. Cho nên kệ. Mà thí dụ như có gì thì Hiền chỉ cần giải thích cho cả nhà hiểu Hiền là được rồi. Còn họ thì thích Hiền hay không cũng không quan trọng. Những người mà đã không thích mình rồi thì có nói gì cũng bằng thừa cả nhà ơi. Con gì đó bụng hả con? Con gì đó bụng nhỉ? Con gì đó bụng? Ouch! Mom, it hurt. Huh? Hey, mom. Down. Bunny, con with dada. Okay. Baya. 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 Bunny, viva. Cái này là hiện thấy nhiều hộp hơn mấy cái trước nữa nha. Mommy. Yeah. Đây. Nhà thấy nè, nó có một vài cái hộp, nhiều hộp hơn mấy trái trước. Có nghĩa là nhầm trái thì sẽ ít hộp, có mấy trái à. Còn nhầm trái thì nó sẽ có một vài hộp lĩa rỉa xung quanh vậy đó. Nhầm trái thì ít hơn, nhầm trái thì nhiều hơn tí. Con mũi như không? Nó chích là đỏ lên ha. Rồi có ngứa không? Ngứa gãi như sao? Gãi như sao? Gãi vậy đó hả? Con nói, con gãi. Gãi Buffer Kevin here. Tại sao lại cẩn thận? Buffer scratch. Scratch cũng như là gãi. Scratch là tiếng Anh là gãi với cả nhà. Mom, Pearl hole hand. Rồi ví dụ như mẹ bị con mũi chích ở đây nè. Rồi con gãi mẹ làm sao? Gãi sao? Rồi gãi cho mẹ, gãi cho hết ngứa. Gãi. Gãi vậy á hả?
Cả nhà ơi, thôi hôm nay thì hai mẹ con của Hiền xin kết thúc video thu hoạch này ở đây. Thì đó thu hoạch. Hẹn gặp lại cả nhà ở phim sau ngày mai. Và yeah. Hiền rất cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ cái kênh của gia đình Hiền. Và hy vọng là cả nhà sẽ thích video, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Con làm cái gì nè quỳnh gì nè. Wow, đẹp không? Con nói đi. Cảm ơn cả nhà. Đây đó, em làm cái gì nè, gì phải không? Gì nè, đó, hình trái tim cho cả nhà nè. Yeah, hình trái tim cho cả nhà. Em làm hình trái tim cho cả nhà. Trời kìa. Thương mẹ cái. Thương cái. Yêu quá. Yêu không cả nhà. Bye bye. Em Vâng. Bye. Xin chào. Xin chào. Vâng.